Thế giới suýt bị hủy diệt bởi chiến tranh hạt nhân nếu không có người anh hùng thầm lặng này. Cách đây gần 60 năm, thế giới suýt bị hủy diệt bởi chiến tranh hạt nhân giữa Mỹ và Liên Xô trong 13 ngày cân não căng thẳng từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba. May mắn thay, có một người đã cứu vãn khỏi tình thế nguy hiểm ấy. Đó là người anh hùng thầm lặng Vasily Alexandrovich Akipo. Cuộc khủng hoảng này có cấp bậc sánh ngang với cuộc phong tỏa Berlin vì đây là một trong những vụ đối đầu được cho là cân não nhất trong chiến tranh lạnh và thường xuyên được xem là khoảnh khắc mà chiến tranh lạnh tiến gần nhất đến cuộc đại chiến thế giới thứ ba với vũ khí hạt nhân. Để tìm hiểu tầm quan trọng trong quyết định của Vasily Akipo, chúng ta cần quay trở lại thời điểm cực kỳ nguy hiểm và nhạy cảm trong cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba vào thời kỳ chiến tranh lạnh. Mồi lửa nhen nhóm. Khi Dwight D. Eisenhower tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ năm 1953, ông cam kết đẩy lùi sự mở rộng ảnh hưởng của Liên Xô. Chính quyền Tổng thống Eisenhower coi bom hạt nhân là một phần không thể thiếu trong chính sách quốc phòng của Mỹ với hy vọng giành ưu thế trong cuộc đối đầu với Liên Xô. Vì thế, chính quyền của ông đã tăng số lượng đầu đạn hạt nhân từ 1.000 vào năm 1953 lên 18.000 vào đầu năm 1961. Năm 1962, Mỹ đã có số bom và đầu đạn hạt nhân lớn gấp 8 lần Liên Xô, hơn 17.000 so với 3.000. Để đối đầu với sự lấn lướt ngày càng gia tăng của Mỹ, Tổng bí thư Liên Xô Khrushchev vào năm 1962 đã đưa ra ý tưởng để cân bằng lại sự chênh lệch này bằng cách đặt các tên lửa hạt nhân tầm trung tại Cuba. Tháng 5 năm 1962, Tổng bí thư Liên Xô Khrushchev và Chủ tịch Cuba Fidel Castro đã đạt được thỏa thuận bí mật cho phép Liên Xô bắt đầu xây dựng các trận địa tên lửa ở Cuba, trong đó có tên lửa đạn đạo tầm trung và tầm xa mang đầu đạn hạt nhân. Vào thời điểm ấy, Mỹ đã có hệ thống tên lửa hạt nhân đặt ở Thổ Nhĩ Kỳ và Ý, có thể tấn công Moscow trong vòng 16 phút. Kế hoạch bại lộ từ một bức ảnh do thám. Mùa thu năm 1962, một chiếc máy bay U-2 của Mỹ bay qua Cuba để kiểm tra thông tin tình báo về các trận địa tên lửa của Liên Xô ở San Cristobal. Ngày 14 tháng 10 năm 1962, chiếc U-2 trở lại Mỹ, đem theo hình ảnh xác thực các vị trí Liên Xô bí mật lắp đặt tên lửa đạn đạo tầm xa và tầm trung mang đầu đạn hạt nhân, cách bờ biển Florida của Mỹ chỉ khoảng 90 dặm. Một ngày sau, những bức ảnh này được đặt lên bàn làm việc của Tổng thống JF Kennedy. Về phía Liên Xô, tất cả các kế hoạch và chuẩn bị để chuyên chở và triển khai các tên lửa tại Cuba đều được tiến hành một cách tối mật. Chỉ có một số rất ít người được thông báo về tính chất thực sự của sứ mệnh này. Thậm chí các binh sĩ Liên Xô được giao nhiệm vụ cũng bị đánh lạc hướng. Họ chỉ được thông báo rằng họ sẽ nhận nhiệm vụ tới một vùng lạnh giá. Ngày 15 tháng 10 năm 1962 được coi là ngày khởi đầu cho cuộc khủng hoảng tên lửa hạt nhân nghiêm trọng nhất trong lịch sử thế giới, kéo dài 13 ngày vào đúng thời điểm cao trào trong chiến tranh lạnh, khiến tình hình thế giới trở nên vô cùng căng thẳng trước nguy cơ nổ ra một cuộc chiến tranh hạt nhân. Ngày 22 tháng 10, Tổng thống Kennedy cũng công bố những hành động mà chính phủ Mỹ thực hiện để đáp trả việc triển khai vũ khí hạt nhân của Liên Xô tại Cuba, bao gồm một chiến dịch kiểm soát nghiêm ngặt tất cả các thiết bị quân sự chuyển tới Cuba bằng đường biển, thuật ngữ kiểm soát để nhằm chỉ hành động phong tỏa của Hải quân Mỹ, chặn mọi ngã đường dẫn vào bờ biển Cuba. Ngày 24 tháng 10, Tổng thống Kennedy ra lệnh triển khai hàng trăm tàu chiến, bao gồm 4 tàu sân bay và nhiều máy bay tuần tra, máy bay săn tàu ngầm để phong tỏa bờ biển Cuba, đồng thời thông báo cho phía Liên Xô rằng Mỹ sẽ thả bom chìm cảnh báo nếu họ xác định đúng các tàu ngầm của Liên Xô và buộc các tàu ngầm này phải trồi lên mặt nước. Có một điều mà Tổng thống Kennedy khi ấy không biết rằng, thời điểm đó, Tổng bí thư Khrushchev đã gửi một biệt đội tàu ngầm có trang bị vũ khí hạt nhân trên đường tới Cuba. Tất cả các tàu ngầm này đều được quyền tự quyết khai hỏa phóng ngư lôi hạt nhân nếu họ mất liên lạc với Moscow. Đòn cân não. Ngày 1 tháng 10 năm 1962, một đội gồm 4 tàu ngầm tấn công hạt nhân Foxtrot Diesel di chuyển từ căn cứ Bắc Cực gồm chiến hạm B-59 và 3 tàu B-36, B-4 và B-130 thuộc lữ đoàn tàu ngầm số 69 bí mật tìm đường băng qua hàng rào phong tỏa của tàu chiến Mỹ để tiếp cận Cuba. Chỉ huy của nhóm tàu là thuyền trưởng Vasily Akipo đi trên chiếc B-59 nhưng không chỉ huy nó. Thuyền trưởng của chiếc B-59 là Valentin Savitsky. 3 trong 4 chiếc tàu ngầm ấy chỉ cần sự đồng ý của chỉ huy tàu và sĩ quan chính trị là có quyền khởi động vũ khí hạt nhân trên tàu.
Tuy nhiên, chiến hạm B-59 cần phải có sự đồng ý của 3 người, gồm chỉ huy tàu, sĩ quan chính trị và phó chỉ huy là Vasily Alexandrovich Akipo. Điều đặc biệt là không một thủy thủ nào biết trên chiến hạm của họ đang mang theo một quả ngư lôi đầu đạn hạt nhân có sức mạnh hủy diệt tương đương với quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima, Nhật Bản vào năm 1945. Ngày 27 tháng 10 năm 1962, trên hải phận quốc tế, lực lượng đặc nhiệm của tàu khu trục và máy bay tuần tra Mỹ đã phát hiện tàu ngầm B-59, khi đó đang nổi lên mặt nước để sạc ắc quy. Để tránh sự truy lùng của máy bay Mỹ, B-59 buộc phải lặn sâu xuống nước. 11 tàu khu trục Mỹ bắt đầu chiến dịch quấy rối bằng sóng siêu âm và thả bom chìm xung quanh chiếc B-59 như một dấu hiệu cho thấy phía hải quân Mỹ bắt nó phải trồi lên mặt nước. Chịu áp lực bởi những quả bom chìm của Mỹ khiến chiến hạm B-59 rung lắc dữ dội. Bên trong chiến hạm lúc này còn đang diễn ra một cuộc tranh luận giữa 3 thành viên của đội ngũ cấp cao chỉ huy tàu. Đáng lo ngại là người Mỹ không hề biết mục tiêu họ đang truy kích dữ dội ấy là một tàu ngầm có mang theo đầu đạn hạt nhân, và chỉ huy tàu B-59 khi ấy đang lưỡng lự liệu có khai hỏa. Căng thẳng tột cùng. Trước sự bao vây của các chiến hạm Mỹ, tính tới thời điểm ấy, tàu B-59 đã lặn sâu dưới biển gần 4 tuần và gần 7 ngày mất liên lạc hoàn toàn với Moscow. Các thành viên trên tàu, từ chỉ huy cho tới thủy thủ đoàn, hầu như kiệt sức và không nhận thức được hoàn cảnh bên ngoài. Điều nguy hiểm là tàu ngầm B-59 được thiết kế để chịu được điều kiện băng giá của Bắc Cực, nhưng giờ lại phải chịu nhiệt độ quá nóng ở Đại Tây Dương. Vì hệ thống làm mát không được thiết kế cho vùng biển nhiệt đới, nên khi nhiệt độ bên ngoài tàu lên tới hơn 30 độ C, thì nhiệt độ trong tàu tăng lên tới 45 đến 60 độ C. Mức CO2 đã trở nên nguy hiểm, khiến nhiều thủy thủ bị ngất xỉu. Độ ẩm cũng là một vấn đề nghiêm trọng, khẩu phần ăn bị cắt giảm, và mỗi người chỉ được phép uống một ly nước mỗi ngày, thủy thủ Andreev ghi trong nhật ký. Ở đây, tình hình rất nghiêm trọng và ngày càng tồi tệ hơn. Nhiều người bị bệnh, một số bị ngất xỉu, số khác bị phù nề. Không ai ngủ được trong cái nóng khủng khiếp và không khí ngột ngạt này. Hầu hết mọi người bị sốt phát ban. Việc chỉ huy tàu ra lệnh cho B-59 lặn sâu hơn dưới đại dương để lẩn trốn khỏi sự truy lùng của tàu Mỹ cũng đồng nghĩa với việc mọi liên lạc với bên ngoài của B-59 đều bị cắt đứt. Họ không thể bắt được sóng radio hay bất kỳ phương tiện truyền thông nào của Mỹ, cũng như không nhận được bất cứ chỉ thị nào từ Moscow. Thời điểm ấy, đội ngũ chỉ huy tàu B-59 không biết được rằng Hải quân Mỹ đã thông báo cho phía Liên Xô biết thủ tục xác định vị trí và nhận dạng tàu ngầm. Thủ tục này cho phép phía Mỹ sẽ thả bom chìm loại nhỏ để báo hiệu cho tàu ngầm Liên Xô biết họ đã bị phát hiện và buộc phải nổi lên mặt nước. Nếu không, Mỹ sẽ sử dụng loại bom chìm uy lực hơn. Thật không may, giới lãnh đạo Liên Xô không thể truyền đạt thông tin cực kỳ quan trọng này cho chiến hạm B-59 bởi vì mất liên lạc do tàu lặn quá sâu dưới nước. Ngoài ra, sức công phá của bom chìm Mỹ dù nhỏ nhưng vẫn làm hỏng cục anten vô tuyến, khiến thủy thủ tàu B-59 mất hoàn toàn liên lạc với sở chỉ huy tại Liên Xô. Bởi vậy, các sĩ quan trên chiến hạm B-59 không hề biết đến thủ tục xác định vị trí và nhận dạng tàu ngầm mà Mỹ đã thông báo cho phía Liên Xô, dẫn đến việc Hải quân Mỹ quyết định gửi tín hiệu cảnh cáo mạnh mẽ hơn bằng cách sử dụng loại bom chìm uy lực hơn. Một sĩ quan tình báo truyền thông trên tàu B-59 đã mô tả về loạt bom chìm nổ ngay bên thân tàu như sau. Nó giống như bạn đang ngồi trong một thùng kim loại mà ai đó liên tục dùng búa tạ gõ lên thành thùng. Trong không gian chật hẹp với nhiệt độ tăng lên tới mức cực điểm 60 độ C, những thành viên trên tàu B-59 đã trải qua những thời khắc không khác gì địa ngục. Thủy thủ Andrei viết trong thư gửi cho vợ, 4 ngày qua bọn anh lặn sâu dưới nước, tưởng chừng như đầu nổ tung vì không khí ngột ngạt trên tàu. Hôm nay, 3 thủy thủ bị ngất xỉu vì quá nóng, máy lọc không khí chạy ì ạch, hàm lượng CO2 đang gia tăng và trữ lượng điện đang giảm xuống tới mức thấp nhất. Những thủy thủ hết ca trực thì ngồi yên bất động, mắt nhìn vào hư không. Nhiệt độ trên tàu lúc nào cũng duy trì liên tục trên 50 độ C. Lúc này, trong chiến hạm B-59, sự căng thẳng bao trùm toàn bộ thành viên. Chỉ huy tàu Savitsky đang ở trong tâm trạng lo lắng, kiệt sức, thiếu thông tin trong suốt chuyến đi kéo dài cả tháng trời dưới lòng biển sâu. Ông cho rằng trên mặt đất đã xảy ra chiến tranh hạt nhân và đã nghĩ tới phương án phóng ngư lôi đầu đạn hạt nhân. Theo chỉ thị từ trước, trong trường hợp mất liên lạc với mặt đất, chỉ huy tàu ngầm B-59 có quyền ra lệnh phóng ngư lôi mang theo tên lửa hạt nhân nếu cả 3 thành viên cấp cao có thẩm quyền trên tàu đều đồng ý. Sau nhiều giờ bị tra tấn vì bom chìm và nguồn oxy dần cạn kiệt,
chỉ huy tàu Savitsky hoàn toàn suy sụp và trở nên giận dữ sau khi không liên lạc được với Moscow, và ông ra lệnh cho thứ vũ khí đặc biệt ấy chuẩn bị vào bệ phóng hướng tới mục tiêu USS Randolph, là tàu sân bay khổng lồ dẫn đầu lực lượng đặc nhiệm Hoa Kỳ vây lùng B-59. Với cái đầu nóng của mình, hãng thứ vũ khí đặc biệt ấy, theo lệnh của chỉ huy Savitsky, sẽ dễ dàng làm bốc hơi tàu sân bay cùng các tàu khu trục của Mỹ, và Mỹ có thể phản ứng lại bằng bom hạt nhân phá tàu ngầm. Tình huống cực kỳ nguy hiểm đó hoàn toàn có thể xảy ra. Trong lúc đó, trên tàu sĩ quan chính trị là Ivan Maslennikov cũng đồng tình với chỉ huy tàu Savitsky. Như vậy là hai trong ba người có thẩm quyền cao nhất trên chiến hạm B-59 đã đồng ý khai hỏa quái vật ngư lôi mang đầu đạn hạt nhân. 11 tàu khu trục của Mỹ cùng tàu sân bay USS Randolph đang lẫn vẩn quanh đó, không thể ngờ rằng suýt chút nữa họ đã trở thành mục tiêu của thứ vũ khí hủy diệt trên con tàu B-59 cùng quận ấy. Người hùng xuất hiện. May mắn thay, người thứ ba trên chiến hạm B-59 đã mạnh mẽ phủ quyết việc khai hỏa của chỉ huy tàu và sĩ quan chính trị, đó chính là vị phó chỉ huy tàu B-59, người hùng Vasily Akifov. Ông lập luận rằng vì tàu B-59 trong một thời gian dài không nhận được bất kỳ mệnh lệnh nào từ Moscow, nên hành động khai hỏa vũ khí nguyên tử là không thích hợp. 34 tuổi, điềm tĩnh và khiêm nhường, người ta không biết làm thế nào mà Vasily Akifov có thể bình tĩnh thuyết phục cấp trên là Savitsky khi ấy đang trong cơn điên cuồng và còn sở hữu một lá phiếu ủng hộ. Nhưng theo lời kể của các nhân chứng, đã có một cuộc đối đầu căng thẳng giữa ba người sĩ quan cấp cao trên tàu B-59 khi ấy. Vasily Akifov vẫn giữ được bình tĩnh của mình để phân tích kỹ càng tình huống bấy giờ với viên chỉ huy rằng B-59 không gặp nguy hiểm và những tiếng nổ chát chúa bên ngoài thân tàu không phải là một cuộc tấn công. Ông lập luận rằng người Mỹ thả bom chìm bên trái, bên phải mạng tàu và luôn luôn tránh mục tiêu. Đó là những tín hiệu mà người Mỹ muốn gửi tới tàu B-59 rằng hãy xác nhận và nổi lên mặt nước để nói chuyện. Chúng tôi không có ý định gây thiệt hại cho con tàu. Ngày 27 tháng 10 năm 1962, tên lửa hạt nhân đã sẵn sàng trên bệ phóng nhưng không khai hỏa, mà thay vào đó, tàu B-59 từ từ nổi lên mặt nước trong tình trạng kiệt quệ mọi thứ. Nó từ chối sự trợ giúp của các tàu khu trục Mỹ, xoay lưng về phía Cuba và hướng về phía Bắc để trở về Liên Xô. Khi B-59 trở về quê hương, toàn bộ thành viên cấp cao cùng thủy thủ đoàn đã bị đối xử ghẻ lạnh, thờ ơ. Dưới con mắt của những vị lãnh đạo Xô Viết khi ấy, hành động quay đầu trở về của B-59 được cho là hành động đầu hàng người Mỹ và toàn bộ thành viên trên tàu chẳng khác gì những kẻ tội đồ. Một đô đốc Liên Xô khi ấy từng tuyên bố thẳng thừng rằng sẽ tốt hơn nếu các vị chìm cùng tàu của mình. Có một điều đặc biệt đã xảy ra khi tàu B-59 nổi lên mặt nước. Người Mỹ đã không lên tàu, không lục soát tàu và cho phép chiến hạm bình yên trở về căn cứ tại quê nhà. Vì vậy, Hải quân Mỹ không thể ngờ được rằng B-59 sở hữu vũ khí hạt nhân. Mãi tới tròn nửa thế kỷ sau, thông tin này mới được xác nhận hoàn toàn khi các cựu chiến binh của hai cường quốc gặp nhau tại một cuộc hội ngộ kỷ niệm 50 năm sự kiện đó vào năm 2012. Vai trò của vị phó chỉ huy tàu Vasily Akifov trong việc cứu thế giới thoát khỏi một cuộc chiến tranh hạt nhân vẫn là một bí mật cho đến tận khi ông qua đời vào năm 1998. Và với thế giới, Vasily Akifov có lẽ là một trong những người anh hùng vô danh của thời đại. Quyết định hủy bỏ ngoại nổ cận kề đại chiến thế giới thứ ba đã không được thực hiện tại Điện Kremlin hay tại Nhà Trắng, mà lại xảy ra trong phòng điều khiển chật chội, nóng nực của một chiếc tàu ngầm đang bị áp lực khai hỏa vũ khí hủy diệt. Như Thomas Blanton, Giám đốc Cục Lưu trữ An ninh Quốc gia Mỹ phát biểu vào năm 2002 như sau, Vasily Akifov từ chối tuân lệnh chỉ huy tàu ngầm và dám đối mặt với những thách thức từ cuộc đối đầu của mình. Chúng ta nên cảm ơn vì sự bất tuân đó của ông.